Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá Thì mình là NTG Liên Quân đây Hôm nay theo cổ bạn Doi Nguyễn, bạn Trường Nguyễn, bạn Phan Văn Trường Bạn đặt tên gì bây giờ cùng với bạn Luận Nguyễn, bạn Khôi Long VN Bạn Khánh Đăng Huỳnh Nguyễn, bạn Đen Cô Oken Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Zuka ở trong mùa giải S2 2023 này nhé trong mùa giải này thì cũng đồng dạng với những cái vị tướng đấu sĩ khác vị tướng Juka của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đến từ món trang bị Thương Long một cái món trang bị mà chúng ta cũng có thể nhận định rằng là một món trang bị chân phái gần như là ở mùa trước thì trận nào chúng ta cũng lên không thể thiếu nha tại vì Thương Long nó sẽ giúp cho vị tướng Juka thứ nhất là có xuyên giáp thứ hai là có khả năng hồi chiêu mà hồi chiêu đối với vị tướng Juka thì nó cũng rất là quan trọng nó cũng na ná như là vị tướng Nakroth chẳng hạn đó Nakroth thì không thể thiếu bùa xanh và Juka thì cũng vậy Chúng ta có hồi chiêu thì chiêu thức của vị tướng Zuka mới được kích hoạt sớm Và mỗi lần chúng ta sử dụng chiêu thức xong thì đòn đánh thưởng của vị tướng Zuka sẽ được cường hóa Và chính nhờ cái khả năng cường hóa này thì sẽ giúp cho vị tướng Zuka gây rất là nhiều sát thương Và cộng với khả năng cơ động giúp cho vị tướng Zuka lướt chiêu được liên tục Tấn công cũng hợp lý mà rút lui cũng khá là hiệu quả Nhưng mà hơi buồn một cái là thương lòng của chúng ta bây giờ nó đã bị giảm cái khả năng xuyên giáp đi rất là nhiều Thậm chí là về mặt chỉ số nó còn ít hơn được cứu Muramasa Thế nên theo cá nhân mình mùa này thì anh em có thể cân nhắc nha chơi thử cái lối chơi Zuka đi rừng chúng ta sẽ thay vì lên món xuyên giáp đó chính là thương long thì ở đây chúng ta sẽ đổi qua món trang bị đó chính là thương xuyên phá xuyên giáp nhiều hơn sát thương nhiều hơn và hồi chiêu thì chúng ta có thể bù đắp lại bằng cái phong cách đi rừng và ui rồi thiên nhiên này mới đầu trận và đã một cái pha núp bụi rồi Họ may mắn là chúng ta lách like được nha anh em tí trong những cái pha ganh tiếp theo thì chắc là mình sẽ phải cân nhắc đó những cái bụi mà chúng ta chuẩn bị đi tới tại vì ngay cái pha ganh đầu tiên này thì chúng ta cũng đã thấy được cái lối chơi của vị tướng nga một Amly không con bắt sông xáo mà sẽ là một Amly chuyên núp bụi và đây thì đang là bật đại phán xét để có thể quẩy và quẩy trong tế đàn dành cho vị tướng laurel một cái lối đánh khác hoàn toàn so với vị tướng Amly. và bây giờ thì cũng tranh thủ ăn con dòng đầu lấy nhanh em tại vì con dòng ánh sáng trong phiên bản mùa này thì nó cũng rất là có lợi nó giúp cho chúng ta farm lính nhanh hơn và thậm chí là cường hóa thêm sát thương khi tấn công vào tướng địch hình như là mình nhớ cái sát thương vào tướng địch thì chắc cũng sẽ phải tầm con dòng thứ hai hoặc là thứ ba Quay trở lại với chất tướng của vị tướng Juka Với lối chơi đi rừng thì chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh và những cái điểm lợi khác nhau Chính xác là những điểm mạnh và điểm yếu nha anh em Nói điểm mạnh thì về khả năng farm thì anh em để ý là Juka farm nó rất là nhanh Tại vì mình cũng áp dụng cho Juka là nó chính là bảng ngọc xuyên giáp Chúng ta áp dụng xuyên giáp sớm và sau khi chúng ta kết hợp với thương đấu sĩ Chỉ số xuyên giáp mà chúng ta có nó cũng sẽ sấp xỉ gần 200 Một chỉ số cũng rất là cao có thể giúp cho vị tướng Juka đánh khỏe ngay từ giai đoạn đầu trận nhưng ở đây chúng ta cũng có một cái điểm yếu đó chính là đi rừng thì chúng ta chỉ cầm được tê tái thôi Thế nên dẫn tới cái việc là cuối trận Khi chúng ta combo nó sẽ không được quá là đột biến như chúng ta cầm tốc biến Cầm tốc biến thì anh em biết tới combo là trầm trọng lực kết hợp với tốc biến Nó sẽ rất là bất ngờ Khiến cho những cái kẻ địch mà khi bị tấn công vào nó cũng không thể né được Còn với lối chơi đi rừng thì chúng ta cũng sẽ phải căn tính một tí Làm sao để có những cái pha lách ra đằng sau Kết hợp với rình dập đều có thể có những cái pha tấn công tốt nhất dành cho vị tướng Zuka đó trong cái trận đấu này thì thật ra là mình chẳng chả phải dình đâu anh em Team bạn thì toàn là những chất tướng như kiểu Veres hay là vị tướng Amelie thôi Những cái chất tướng nó rất là khỏe à nha Nếu mà có gặp mình thì chưa chắc team bạn nó đã chạy Thậm chí nó còn vào nó solo Và trong trận đấu này thì mình cũng sẽ minh chứng cho anh em thấy là Zuka là một cái chất tướng rất là mạnh ở giai đoạn đầu trận Đó chúng ta không cần tranh quá là nhiều vàng đâu Chỉ cần tranh khoảng 500 vàng Chúng ta cũng có thể đứng sòng phẳng đánh với vị tướng Amelie hay là vị tướng Veres Rất là ổn nhưng mà đánh ở đây thì chúng ta cũng phải có kỹ thuật nha anh em Có nghĩa là những cái kỹ thuật đánh nhấp nhả Những cái kỹ thuật người ta gọi là vừa đánh vừa dìa Tại vì ưu thế của vị tướng Zuka thì cũng là một cái vị tướng cơ động Thế nên chúng ta hoàn toàn thể áp dụng được lối chơi của vị tướng Nacrot Và mong rằng Flo có thể câu kéo được Và bây giờ thì mình cũng đã lên rồi Ưu tiên tấn công vào Amelie trước đi À đâu, chính xác là Veres nha anh em Tại vì Amly pha đấy thì bật cái chiêu cuối cùng bạo cước Thế nên là mình cũng không dám tấn công Pha đầu trận này thì cũng là một cái pha may mắn của Ra và Floor thôi nó dồn sát thương được mà nhưng cũng phải bỏ lại một mạng Thật ra đầu trận này thì Amly miễn thương của nó chỉ có 60% thôi anh em Nhưng sau khi lên 3 cấp chiêu, mỗi cấp thì mình nhớ là lên 10% Đó đến cấp cuối cùng là miễn thương 80% thì thực sự Chúng ta tấn công vào nó cũng không ăn thua Tốt nhất là cứ chạy trước nha anh em Bàn qua một tí về bộ kỹ năng của vị tướng Zuka Để cho anh em nào mà đang tập chơi vị tướng Zuka Hay là khi chúng ta đối đầu với vị tướng này Anh em có thể biết thêm về bộ chiêu thức hoặc là kỹ năng của vị tướng Zuka Đầu tiên về phần nội tại của vị tướng Zuka thì rất là giống ngộ không, có nghĩa là mỗi khi anh em dùng chiêu thức thì Zuka sẽ cường hóa sát thương và bây giờ ủy đang bị khống chế rất là nhiều. Mặc dù là chúng ta đã lên giải kiên cường rồi nhưng liên tục những cái nhịp khống chế rất là khó chịu nha. Rồi một cái băng xương đi cho an toàn và bắt không biết là kịp không. Thôi mình sẽ không liều nha anh em. Tại vì bây giờ Veres nó sẽ núp trong bụi đấy, nó đợi một cái đợt mệnh xích. Đó thế nên là lại lui một tí thôi của Amelie. Không biết là Amelie có ra đây không nhỉ? Đó, mình sẽ đứng biến về ở đây chúng ta sẽ check nếu mà Veres có ý định lên cao chúng ta tấn công luôn còn nếu không thì chúng ta sẽ rút lui về hiện tại thì cái lượng vàng của mình cũng đã tranh rất là nhiều so với vị tướng Amli, người chơi xanh nhất bên kia rồi đâu đó nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng 800 vàng nha anh em 800 đến 900 vàng tiếp tục quay trở lại với bộ kỹ năng của vị tướng Zuka thì chính nhờ cái nội tại đấy nó sẽ giúp cho vị tướng Zuka trở thành một cái vị tướng rất là dồi dào về mặt sát thương đó và như ở đầu trận thì chúng ta cũng đã bàn qua rồi chúng ta muốn gây nhiều sát thương thì chúng ta phải có hồi chiêu để mỗi khi anh em kích hoạt chiêu thức xong Zuka có thể cường hóa ra đánh thường Đó và sau đó chúng ta cứ dùng chiêu lại đánh thường Dùng chiêu đánh thường Thì sát thương vị tướng Zuka gây cho tướng địch nó sẽ rất là lớn Tiếp tục đến với chiêu 1 của vị tướng Zuka Loạn đà bồng Chiêu thức này thì sẽ giúp cho vị tướng Zuka kích hoạt được hai lần Giúp cho Zuka có hai lần lướt Đồng nghĩa với hai lần lướt là chúng ta sẽ có hai lần cường hóa nội tại Rất là có lợi về cái mặt sát thương còn đến với chiêu 2 thì Zuka sẽ lăn đến tướng địch đó nếu mà trúng thì chúng ta sẽ được bắp một lượng giáp rất là lớn Lượng giáp này thì sẽ phụ thuộc uh, vào công vật lý của anh em nha Đó công vật lý càng cao thì lượng giáp bắp lên nó sẽ càng lớn Và bây giờ thì ưu tiên đập trụ trước rồi đập trụ xong rồi thì sẽ tính sổ thanh niên Elsu Đó anh em thấy có lợi chưa Pha vừa rồi thì mình cũng là một cái pha châm máu thôi Nhưng chúng ta kích hoạt được chiêu 2 vào người tướng địch Chúng ta lại được bắp lên một cái lớp giáp rất là dày Và chúng ta lại tiếp tục có khả năng outplay tướng địch Pha này chắc là chúng ta sẽ phải chạy về Ui lại gặp cả Laurel nè rồi từ từ nha, lừa thanh niên lau reo Đó và chạy thoát thành công những cái pha vừa rồi Suýt nữa thành một cái pha bánh mì kẹp thịt Họ đằng trên thì có vị tướng amly uh, Amli và vị tướng Hayate Còn ở cái bụi dưới thì lại có vị tướng lau reo Đó cả ba cùng ép vào thì chắc là chúng ta cũng khỏi chạy luôn Cuối cùng là về chiêu cuối của vị tướng Zuka có tên là Trầm Trọng Lực Chiêu thức này thì Zuka sẽ nhảy đến gây sát thương làm choáng một giây nha anh em Đó và cũng cường hóa sát thương cho vị tướng Zuka Tổng quan qua thì bộ kỹ năng của vị tướng Zuka nó sẽ xoay quanh cái việc cơ động thứ hai là bóp dép và thứ ba là cường hóa đòn đánh thưởng sau khi chúng ta dùng chiêu đó tổng quan lại thì là như vậy từ đó chúng ta cũng có thể suy ra lối combo cơ bản nha đầu tiên là những cái pha solo một một đi khi chúng ta chưa cần dùng đến chiêu cuối thì sẽ là chiêu một đánh thưởng chiêu hai đánh thưởng và chiêu một đánh thường đường trên thì như là đang có dấu hiệu elsu đi lẻ đó rồi mình sẽ combo luôn nha và chúng ta đủ sát thưởng để ăn vị tướng elsu đó còn ở những cái pha combo như vừa rồi thì thường thường nếu anh em có tốc biến ý, thì chúng ta combo chiêu cuối tốc biến luôn con trận này mình không có tốc biến thế nên là mình bật cái chiêu cuối để làm choáng tướng địch. Đó nói chung là nó cũng như nhau thôi, chẳng qua là có tốc biến thì cái khoảng cách áp sát của chúng ta nó sẽ xa hơn. Pha vừa rồi combo thẳng mặt thì su nó thấy mình, nó nó có thể phản ứng, nhưng nếu anh em sử dụng tốc biến thì su nó chỉ thấy là có một cái gì đó nhảy từ trên trời xuống. Đó gây sát thương với su lên bản em số. Rất là khó để có thể phản ứng kịp. Đó còn về combo khi chúng ta có chiêu cuối ở bản combo chuẩn thì nó sẽ là vẫn như lúc nãy nha anh em. Đó dùng hết chiêu 1, chiêu 2 xong chúng ta sẽ bật chiêu cuối Tại vì khi chúng ta chơi vị tướng Zuka chúng ta có ma tính ý Thì khi kết hợp với ma tính cái chiêu của vị tướng Zuka sẽ được hồi rất là nhanh Có nghĩa là khi anh em dùng hết chiêu 1, chiêu 2 xong chúng ta bật chiêu cuối Ngay lúc đó chiêu 1 và chiêu 2 của anh em lại được hồi lại Đó chúng ta lại tiếp tục dùng cái combo như lẫy Đó chính là chiêu 1 đánh thường, chiêu 2 đánh thường rồi lại chiêu 1 đánh thường Đó là lối combo chuẩn cho vị tướng Zuka còn ở những cái pha combo nút bụi nào mà anh em muốn x2 lần choáng cho vị tướng Zuka, chúng ta có thể cân nhắc combo đó chính là chiêu hai đánh thường, ngay lập tức bật chiêu cuối. Hai cái lần hất tung và hai lần làm choáng liên tiếp đến từ cả chiêu hai và chiêu cuối. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng rất là khó chịu cho tướng địch, khiến cho tướng địch gần như là không thể ấn chiêu. Bây giờ thì mình sẽ có một cái pha rình sau, đó bắt vào những cái vị trí máu mỏng và ăn được vị tướng Veres và vướng một tí nữa thôi là chúng ta suýt bắt được vị tướng Hayate. cuối cùng chia sẻ về lối trang bị cho vị tướng Zuka ở trong cái lối đánh ngày hôm nay của mình thì chúng ta vẫn sẽ lên một cái bưu đồ như đầu clip chúng ta đã bàn thôi nó chúng ta sẽ lên thương xuyên phá thay vì thương long còn ở những cái slot phù hiệu thì vẫn như cũ nha anh em phù hiệu và bảng ngọc thì chúng ta sẽ áp dụng cho mọi trận khi chúng ta đi đường top hoặc là đi rừng đều như nhau còn về lối trang bị đi top thì chúng ta nên thay đổi một tí rồi chạy tí nha anh em ở đây có vị tướng Amli và thêm cả vị tướng Laurel rồi chiêu cuối luôn làm choáng tiếp tục chiêu hai làm choáng. Ăn vị tướng Laurel chỉ trong đúng hai gậy thôi nha anh em. Một gậy của chiêu cuối và một gậy của chiêu hai. Chúng ta chưa cần dùng đến chiêu một. Thật ra chiêu một đấy là mình dùng để chạy là chính. Nó chứ còn về mặt sát thương là bây giờ chúng ta cũng đang rất là dồi dào. Khi thứ nhất là vừa tranh vàng và thứ hai là vừa tranh về mặt kinh nghiệm. Tranh thủ lan con rồng lấy luôn và hình như là mình thấy một cái sự rình rập ở đây. Nó có eo su nha anh em. Rồi thấy cái tia laser rồi chúng ta sẽ lui lui một tí. Và Elsu thì đang đứng ở cái bụi bên kia Nó đợi Elsu hiện hình vắt là chúng ta lao ra luôn Và bây giờ thì sẽ là một cái pha combo Nhưng mà chúng ta combo có lẽ là hơi lỗi nha anh em Thật ra pha đấy là chúng ta có thể ăn được đấy Nhưng mà tự nhiên mình lại lao đầu với cái chiêu giật bắn của vị tướng Elsu Thành ra là một cái lượng sát thương rất là lớn đến từ cái chiêu cuối Rồi chắc là bây giờ mình cũng sẽ binh team đi chung và chúng ta win luôn thôi Tại vì cái trận đấu này chúng ta không nên kéo về lết Có thể vì kéo về lết team bạn với những chất tướng tay dài thì nó cũng tương đối là khó chịu Tại vì team mình trận này thì cũng tương đối là mỏng, cũng không có vị tướng nào quá là trâu nhưng anh em, chắc có mỗi floor thôi. Đó tại vì trận này mình lên full dam cho vị tướng uh, zuke Còn về lối trang bị đi top thì anh em thay đổi cái slot đầu tiên trở thành cái đao truy hồn. Đó còn đến slot thứ ba thì chúng ta sẽ lên thương đấu sĩ. Và sau khi chúng ta lên xong cái phương hợp kiếm ấy thì anh em sẽ cân nhắc là trận đấy team bạn lên nhiều giáp với ít dép. Nếu mà máu mỏng lên ít phòng thủ thì chúng ta sẽ thay thành cái món trang bị người ta gọi là gì nhỉ? Thương xuyên phá, còn nếu trâu thì lên Muramasa rồi Vered, bây giờ thì có lẽ là đang Không biết là có lên giáp không ta Mình thấy đánh Vered đang cảm giác rất là dễ nha Đó chúng ta chỉ cần rỉa rỉa vài đường Mà Vered cũng tụt máu không phanh Còn ở những slot sau đó thì chúng ta sẽ lên nốt cho vị tướng Zuka Đó chính là thành kiếm và nanh thần Reed. Đó anh em nào mà đánh an toàn hơn Thì chúng ta cũng có thể thay bằng cái giáp hồi sinh nha anh em Liêm đoạt bệnh hoặc là huân chương cho dành cho trận đấu nào mà chúng ta gặp phải những cái vị tướng sốc xa thương phép khỏe Kiểu như là Penkerai là vị tướng Ra nó mình nghĩ giáp uh, huân chương cho anh là một sự lựa chọn rất là hợp lý Thứ nhất là thêm cho vị tướng Zuka về khả năng hồi chiêu Và thứ hai là về mặt phòng thủ nó cũng rất là ổn Bây giờ thì chúng ta cũng đi chung theo team để win luôn nha Và đã bắt được vào vị trí của vị tướng El Su đến từ Violet Và tiếp tục là người thứ hai là vị tướng Nga Và còn mỗi Laurel thôi Mình nghĩ còn mỗi Laurel này thì cũng rất là khó để có thể đẹp nhà Nó lính cũng đã mất rồi Chúng ta sẽ cần một cái tên lính tiếp theo Đúng một tên lính nữa thôi là chúng ta có thể win nó khi cái, thời gian hồi sinh của những cái thành viên bên kia nó sẽ rơi vào tầm khoảng 30 giây. Đó 30 giây là đủ rồi, thậm chí là thừa để chúng ta có thể win. Và rồi clip của mình về vị tướng Zuka trong mùa giải S2 2023 tiến đây là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu em nào thấy hay cho mày để lại mình một like thì ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra video khác hơn nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.